Wow, chiếc áo này thật là thần kỳ. Bí ẩn vẫn luôn khiến nữ giới thật gợi cảm. Quan trọng là thần thái. Người con gái Việt mặc chiếc áo dài. Thích. Cố quá là sẽ quá cố. Mỗi người có một giấc mơ, của bạn là gì? Thiên lộ. Dịu dàng tung bay tà áo dài. Ha! Lộ mặt ngay cho ta. Xê ra. Mạnh mẽ lên. Bùng nổ nào. Hốt. Bất kể ra sao, hãy luôn tự tin là chính mình. Thiên nữ nói có là không, nói không là có đó. Lần đầu lập công, thật khó quên. Đóa hoa nở trên chiến trường là đóa hoa đẹp nhất. Gót hồng nhẹ nhàng xoay giữa chiến trường. Chúng ta quyết không đầu hàng số phận. Xin tự trọng. Các thế lực hắc ám, hãy biến khuất mắt ta. Sức mạnh càng lớn, trọng trách càng cao.